Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Trong chương trình hướng dẫn Spray Body Mask S1, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 1, đó là cách gom mask với xe hoặc chi và login asset collector. Đây là một file body mask đã được áp tất cả các mask vật liệu vào. Trong body mask thì các bạn biết khi sell file và được đưa qua một cái máy tính khác thì rất dễ xảy ra cái lỗi đó là mất mask. Để khắc phục cái tình trạng đó, tôi sẽ giới thiệu các bạn có hai cách. Thứ nhất là sell hoặc chi và cách thứ hai là dùng login asset collector. Các bạn từng bước làm theo tôi nhé. Bước đầu tiên, các bạn vào file, các bạn nhấn vào sell A. Xin lỗi. Các bạn vào file, sau đó sell hoặc chi. Và đưa đến cái thư mục mà mình cần luôn. Chẳng hạn ở đây tôi đưa vô bài số 1, các bạn có thể lưu lại chẳng hạn như là 2405 chẳng hạn. Sau đó các bạn nhấn nút sell. Và đây là cách sell có sẵn trong chương trình Body Mask các bạn nhé. Và như thế đã hoàn thành. Các bạn mở file lên thì đây là cái file mà nó vừa sell. Tôi sẽ giải nén cho các bạn quan sát. Thì đây là cái file giải nén ra các bạn 24/5. Nó sẽ gồm file mask và những cái tester nó được gom vào một thư mục này. Ok, cách thứ hai tôi sẽ hướng dẫn các bạn gom mask với login asset collector. Các bạn vừa mở file body mask lên, các bạn dùng cái login tên là asset collector. Cái login này tôi sẽ gửi cho các bạn. Các bạn click chuột trái và kéo vào màn hình như thế này. Sau đó các bạn nhấn vào nút rào và đến vào cái thư mục mà các bạn cần lưu. Chẳng hạn ở đây tôi có tạo một sẵn một thư mục tên là asset collector các bạn. Các bạn chọn cái folder, sau đó nhấn nút ok. Các bạn mở thư mục lên, thư mục asset collector. Thì đây các bạn quan sát, thì tất cả máu và cái file body mask đã được lót vào đây. Thì ưu khuyết điểm của hai cái này các bạn, nếu các bạn cái sell action thì nó có sẵn trong chương trình body mask, nhưng cái khuyết điểm của nó thì đối với những cái máu mà các bạn để cái đường dẫn nó dài như thế này các bạn, thì khả năng là nó sẽ không có lót hết và gây ra tình trạng là thiếu mask. Còn ưu điểm của login asset collector là nó có thể là gom tất cả các mask dù đường dẫn rất là dài, nhưng khuyết điểm của nó là các mask cùng tên nó sẽ lưu chồng lên và cũng gây ra tình trạng mất mask các bạn nhé. Thì hy vọng với clip này các bạn sẽ nắm được cái cách gom mask và sell chi và login asset collector một cách chính xác và thành thạo nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái tutorial hướng dẫn tiếp theo.